Marvin và Gina. Rồi, ra chơi với nhau đi. Hôm nay cho lấy giống Gina với mẹ Marvin. Lần trước là bị hụt lấy giống rồi Gina sảy bởi vì là bụp nhau với lại hầm hè với mấy con ở nhà. Nào hai đứa ra đây nào. Nào Vin đi ra đây. Chơi ở đây thôi. Con Gina đâu rồi? Ra đây. Ra đây nào. Đây. Gina ra đây. Sao đứng đấy? Hâm nhờ. Gina ơi. Gina ra đây hóng vào trong sân. Đi ra đây. Chào Vin. Con Gina đâu rồi? Ra gọi bạn ra đây đi. Vin ra gọi bạn ra đây. Anh Hùng núp ở đấy thì là làm ăn làm sao được. Con Gina ra đây xem nào. Gina ơi đấy, tao đứng ở đấy. Xấu hổ. Vin nằm xuống đấy nghỉ một tí đi. Vin này, Vin nằm xuống đấy, Vin nghỉ một tí đi. Nằm xuống đấy nghỉ một tí. Nào con kinh không ổn. Bác Hà lắm mồm. Tại vì nó còn đang là cho con. Còn có con Bác Hà 10 tháng, 11 tháng. Ồn ào. Không được. Hôm nay thì Gina đã rất là chịu đựng rồi. Chờ tí tí anh hộ cho chứ một mình làm sao làm ăn gì được. Không hộ thì làm ăn sao được. Chuyện. Đây để anh hộ luôn nhá. Rồi, mệt mỗi đứa nằm góc rồi. Vin. Gina, mỗi đứa nằm góc. Một đứa nằm đây, còn một đứa nằm kia. Trôi hỏi người quen. Đa cô nào gì đa cô ơi. Vin có một cái cơ thể siêu khỏe. Gọi là một cơ thể mơ ước. Cho giống chó Rottweiler. Cái mục tiêu của trại là sẽ có những con chó về sau sẽ có cơ thể như của Marvin. Khỏe khoắn, người khỏe, chân khỏe, vận động thoải mái. Con chó rất là vui vẻ. Khi nó khỏe thì nó sẽ vui. Còn khi mà nó mệt, nó yếu mệt thì nó không khó vui lắm. Khó tươi con chó. Vin ơi, ra đây Vin. Yeah.
Ki ơi. Ồn nào. Nào hai đứa ra đây ra nào. Con Gina đi ra đây. Gina. Gina đang hóng về theo lại phòng theo chủ mới. Chủ vừa về rồi là bây giờ Gina. Cứ chạy qua chạy lại. Kệ nó đi. Vin này. Đứa nào trong tivi kìa. Đứa nào trong tivi kia. Nhìn thấy máy quay không? Đó. Vin có nhìn thấy máy quay không? Đứa nào trong tivi đấy. Bốn gang tay, hai hai phần. Nằm đấy mát hơn à? Chỗ đây có nước à? Thích nằm ở chỗ đấy. Nằm đấy còn trông bạn gái. Khổ, bạn gái thì... bạn gái thì bây giờ sống ở Hải Phòng. Chủ vừa mới đưa lên nhưng mà về rồi, đang hóng về cho nên đang nằm ở cửa. Hóng về theo. Ngắm Vin tí vậy. Vin này. Ta. Vừa cho hai đứa nó phối nháp một cái rồi. Mà Vin vẫn chưa đã nghiền. Vin thì khỏe lắm. Vin ơi. Thôi Vin ơi, đi Vin vào chỗ của Vin đi. Mai chúng ta tiếp tục. Đây. Hơi cho mọi người ngắm cặp Vin Gina này một chút. Còn các cái video phối giống thì sẽ post ở bên kênh phối giống RocoLGV chứ không post ở kênh chính. Vì lý do cái video phối giống thì nó không có phù hợp với tất cả người xem. Cho chơi với nhau thì post lên thôi. Thì cái video phối giống nếu mà quay được thì chạy sẽ post lên kênh phối giống RocoLGV. Còn bởi vì là cái việc phối này nếu mà có hai người thì được, nhưng mà nếu mà chủ trại mà bận ấy thì bạn chăm trại bạn ấy sẽ cho phối thì cũng chẳng có ai quay cả. Thì có nhiều cặp đôi là không có video, hoặc là nếu mà cặp đôi mà phối vào buổi tối, chiều tối, trời nó tối quá thì cũng không có quay được. Thôi đi Vin đi. Vin này, đi. Đi vào đây. Nào, đi. Ok, Vin xin chào tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Đi, Vin đi.